Xin chào các bạn. Mình giới thiệu với các bạn đây là các cái loại nhựa để làm van mà nói chung là tốt ngon nhất hiện tại. Đó thì nhựa cái quan trọng nhất đó là nhựa trụ đĩa, nhựa đóng trụ đĩa. Đó thế thì nó có là nhựa kích cỡ của van mở, kích cỡ của van rút và super well. Rút và super well thì nó dùng chung nhau. Đó là lỗ 4 ly. Đó, còn cái thằng mở thì nó làm là lỗ 4,5 ly. Đó, được chưa các bạn? Đấy là nhựa 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 đóng trụ đĩa và đây là nhựa pích đức. Pích đức pích xịn các bạn nhé, không phải pích tàu. Pích tàu thì nó cũng cứng cũng khỏe cũng ngon đấy, nhưng mà nó có cái độ giòn nó dễ vỡ hơn là cái thằng pích pích đức. Pích đức này thì ngoài những cái yếu tố đó ra thì nó có một cái đó là rất dai và cứng. Đó thì nó nói chung là nó ở cái tầm là nó cao cấp hơn là cái thằng 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 thằng, thằng pích tàu. Đó thì tiếp theo là đến nhựa đóng ti xả. Nhựa đóng ti xả ở đây thì mình có nhựa pích, vẫn là pích đức và nhựa bom. Đấy, bom hay pích nó là tên của một loại nhựa các bạn nhé. Đấy chứ nhiều bạn đặt hàng là viết cứ loằng ngoằng hết cả lên, cứ bom pích với lại nói chung là các bạn cái câu từ các bạn viết nó đang bị nhầm. Đấy, nhựa được chưa? Cùng là nhựa đóng ti xả nhưng mà chất liệu là nhựa bom hay nhựa pích. Đó thì các bạn viết cho nó rõ là mình lấy nhựa pích đóng ti xả hay là lấy nhựa bom đóng ti xả. Đấy hay là cái này thì mình chỉ bán lại xịn thôi. Chứ trước thì nó có những cái loại nhựa thường để đóng ti xả, để đóng trụ đĩa nhưng mà bây giờ mình không có làm. Đó thế thì bạn nào cần cái loại gì thì các bạn inbox cho mình. Đó loại nhựa pích thì chắc chắn nó sẽ rất đắt rồi. Còn nhựa bom này này thì mình cũng làm to hơn bình thường các bạn nhé. Bình thường thì cái loại của nó rất bé, cái đường kính của nó này nó bé lắm. Đó loại đấy thì nó rẻ. Đấy thì mình làm cái loại to hơn, nó bền, nó khỏe, nó dỡ, nó khó bị vỡ hơn. Để cho các bạn. Đó thì tùy anh em thôi. Nếu có điều kiện thì các bạn dùng loại này. Còn nếu không thì cứ loại này mà chơi. Được chưa? Đấy còn nhựa trụ đĩa thì nên lấy hàng xịn. Đó thế thì có những bạn chơi cái nhựa trụ đĩa ấy, thì người ta cũng không chơi cái nhựa xịn này, người ta vẫn chơi nhựa thường. Thế thì giữa nhựa thường và nhựa xịn thì nó có những cái điểm gì mà thuận lợi hay là không thuận lợi? Như các bạn biết là cái nhựa mà để đóng trụ đĩa ấy, càng mềm thì độ kín nó càng cao. Đó cụ thể nhất ví dụ các bạn thử đệm cho một miếng cao su, một cái miếng nhựa gì dẻo dẻo mềm mềm vào xem, nó bịt phát là chuẩn ngay đó. Nhưng được chưa, nó lại dễ bị lõm đấy. Tất nhiên là nếu như cái trụ mà nó chuẩn, cái ốc chỉnh áp nó chuẩn, nó lõm thì mà các bạn không chỉnh áp nhiều ấy thì nó ok, nó lõm nhưng nó đúng vết là nó vẫn cứ kín. Nhưng nếu các bạn hay chỉnh áp mà cái ốc chỉnh áp có thể nó không chuẩn, khi nó đã lõm rồi mà các bạn xoay áp từ 120 lên 130 nó bị lệch cái vết lõm đi, là lúc đấy là nó rất là lằng ngoằng. Đấy là nó không ngon nữa, nó kém ở điểm đó. Còn cái nhựa này nó cứng, nó sẽ khó kín hơn, nó bắt các bạn phải đánh kỹ hơn, nói chung là cái thao tác nó vất hơn. Nhưng mà khi nó đã kín chắc chuẩn rồi thì cái độ bền của nó rất là lâu. Đó, được chưa? Hay là những cái bom đóng ti xả là cái mà dễ thể hiện được nó nhất. Các bạn dùng mấy cái loại nhựa mềm mềm thế này, đó thì nó sẽ cái độ kín nó sẽ nhanh hơn. Được chưa? Đó, còn cái đóng cái nhựa cứng này này. Đó thì cái độ kín của nó cảm giác nó sẽ khó hơn. Nhưng mà tất nhiên, đấy khi nó đã ok rồi thì nó sẽ rất là bền khỏe. Còn cái loại này thì nó sẽ yếu hơn cái loại nhựa pách này. Được chưa các bạn? Đó là kinh nghiệm như vậy thì bạn nào cần thì các bạn cứ liên hệ với mình nhá. Rồi, xin chào các bạn.